Nếu các bạn ấn cái video này chỉ vì cái hình ảnh của nó, thì thật sự là các bạn đã bị lừa rồi. Nó không như các bạn nghĩ đâu. Cái thumbnail đó chỉ là clickbait, câu view mà thôi. Nhưng mà thật sự trong video ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cách mà mình làm video như thế nào. Các bạn sẽ không tưởng tượng nổi đâu. Thì đây chính là cái chỗ làm việc của mình. Ta-da! Nói đúng hơn đó chính là một cái phòng ngủ. Có thể các bạn đang tự hỏi là cái dàn PC cực xịn mà anh Long dùng để làm video mất tiêu rồi. Thật sự là chả có cái dàn PC nào cả. Ủa vậy nếu mình không có dàn PC nào hết thì mình làm video kiểu nào? Thì mình làm trên điện thoại chứ đâu. What? Thì hôm nay chính là một ngày rất là đẹp trời. Mình lên căn phòng này để làm video. Nhưng mà mình không biết phải tìm con game nào thích hợp để mà làm video cả. Nó đúng hơn là mình bị cãi ý tưởng rồi. Tại vì game trên điện thoại rất là ít. Mà cũng nghĩ lại là từ đó đến giờ mình chưa từng làm cái video chia sẻ về cuộc sống của mình. Hôm nay mình làm một cái luôn. Thì cái điện thoại mình đang dùng để mà quay video này là cái điện thoại mà mình đang dùng để mà làm clip đấy. Đúng vậy, mình đã cắt ghép video, quay video rồi chỉnh sửa các thứ cho điện thoại này luôn. Mình còn dùng thêm cả cái tai nghe cụ bắp này để mà quay clip. Cái tai nghe này khá là cũ rồi. Cái tai nghe nó bị điếc một bên và cái mic nằm ở trên cái tai nghe luôn. Tại vì cái chất lượng thu âm của nó rất là tốt nên mình sử dụng nó luôn. Rồi các bạn nghĩ là mình bắt đầu làm YouTube từ một cái điện thoại xịn hả? Không không không, thì mình cũng đã chuẩn bị luôn mấy cái điện thoại cũ của mình. Đây chính là cái điện thoại Samsung Galaxy G2 Prime. Cái điện thoại này phải nói là cực kỳ cụ bắp, nó cực kỳ ít bộ nhớ luôn. Mình không tải cái gì hết trên cái điện thoại này nhưng mà cũng gần như là hết bộ nhớ rồi đó. Các bạn nhìn xem, có mỗi 300MB thôi à. Còn dư mỗi 300MB thôi thì các bạn nghĩ mình sẽ làm video trên điện thoại này sao? Thậm chí, các bạn nhìn xem, mình không hề tải gì hết trơn á. Không hề tải cái gì hết mà nó đầy bộ nhớ như vậy luôn á. Các bạn thấy nó vô duyên không? Thì sau khi mình làm YouTube từ cái số người đăng ký là con số 0 đến số 60.000 thì mình mới đổi sang một cái điện thoại mới, chính là cái con điện thoại này đây. Và nó cũng là một trong những cái điện thoại cũ của mình luôn. Bây giờ cái điện thoại này có thể chơi nhiều game hơn, rồi có nhiều bộ nhớ hơn để làm video các kiểu nè. Nhưng mà sau khi mình dùng nó một năm thì cái điện thoại đã bắt đầu đã yếu đi. Với lại cái bộ nhớ nó không đủ đáp ứng nhu cầu của mình nên mình phải đổi sang một cái điện thoại mới, chính là cái điện thoại hiện tại đây. Rồi chúng ta có một cái màn hình monitor ở kế bên luôn. Thì sau khi các bạn thấy cái này các bạn có thể nghĩ là đó chính là cái dàn PC của anh Long phải không? Không không không, nó chỉ là một cái màn hình thôi, nó chả có một cái thùng CPU hay gì hết trơn á. Với lại cái màn hình này mình được người ta cho chứ không phải mình mua hay gì hết trơn á. Hồi nãy mới khen trời đẹp, bây giờ trời sắp chuyển mưa tới nơi luôn rồi kìa. Thì mỗi ngày khoảng 2-3 giờ chiều là mình lên đây mình làm video nè. Mình lên đây làm video bắt buộc phải mở máy lạnh, tại vì trên đây rất là nóng luôn. Tại vì cái la phong nhà mình xây gần cái nóc nhà quá nên buổi trưa khi trời nóng, nhiệt độ nó tỏa xuống làm cho căn phòng này nóng cực kỳ luôn. Nên vào cái giai đoạn 1-2 giờ trưa thì căn phòng này chính là một cái lò lửa luôn á. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái khu vực khác của căn phòng này. Thì đây mới chính là cái căn phòng của mình. Đây mới chính là cái chỗ mình ngủ nè. Và đây chính là cái nút bạc. Mình đã nhận nó được khoảng hơn 2 năm về trước luôn rồi. Mình chỉ treo nó như là một cái thành tích thôi chứ nó chả làm cái tích sự gì trơn á. Có thể là các bạn đang tự hỏi là sao mình không có đầu tư một cái dàn PC thực xịn để mà làm video. Thì vào cái giai đoạn lúc trước mình không có đủ điều kiện để mà mua một cái bộ PC nên mình phải mua một cái điện thoại để mà xài tạm. Thì vào lúc này mình đã có đủ điều kiện để mà chi trả cho một cái bộ PC rồi. Nhưng mà tình hình bây giờ nó căng quá các bạn à. Vậy mất khoảng bao lâu để mình sản xuất ra một cái video? Thì tùy thôi, cái giai đoạn quay game thì mình không nói tới. Tại vì nó luôn luôn kéo dài từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi à, chứ không có dài lắm đâu. Còn cái bước cắt ghép mới là cái bước mà khiến cho mình làm video khá là lâu luôn. Thì hồi xưa mình có làm một cái series mà các bạn rất là yêu thích luôn, chính là phim Rani. Thì mình đã mất bao lâu để mà làm những cái video đó? Nếu mà mình làm nhanh á thì mất khoảng 1-2 ngày. Còn lâu thì 4-5 ngày lận. Tại sao nó lâu? Tại vì mình cần phải nghĩ ra kịch bản nè, phải vào game để quay cảnh quay nè, phải cắt ghép chỉnh sửa các thứ rất là lâu luôn. Hồi trước mình cũng làm video chơi game nữa mà mình cũng cắt ghép rất là nhiều luôn. Thì lúc trước mình có nghĩ là nếu mình cắt ghép video nhiều lên á thì video nó sẽ trở nên hài hước lên, video trở nên vui nhộn hơn. Nhưng mà mình nghĩ lại thì cái việc cắt ghép quá nhiều thực sự là quá dư thừa. Nên dạo gần đây mình đã tối ưu cái việc cắt ghép lại. Và cái việc cắt ghép chỉ kéo dài khoảng 1-2 tiếng thôi. Có khi mình cắt ghép chưa đầy 1 tiếng đồng hồ luôn á, mà cho ra một cái video khoảng hơn 10 phút luôn. Bởi vì cái thời lượng làm video khá là ngắn nên mình khá là thư giãn, mình không còn bị stress như là lúc trước nữa. Phải nói luôn là cái lúc mình làm phim Rani là mình cực kỳ stress luôn á. Thì mình chỉ chia sẻ như đây thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn hãy cho mình like, một share và đừng quên subscribe cho mình và đừng quên cái chuông để dành thông báo được kênh nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.